Chào các bạn nhá. Mình vừa về quê lên nơi cửa hàng gần hết xe. Bây giờ là 6 giờ tối nhưng mà thôi tranh thủ quay cho anh em một video xe cũ nhá. Vừa rồi mọi người hỏi nhiều quá. Có video này là có đôi 4-6 xe. Bao gồm đầu tiên là một con Dina màu trắng rất là đẹp, phanh đĩa. Con này cực kỳ đẹp luôn, nguyên bản. Có cả xích luôn này. Không biết có đạp được không? Không đạp được. Nhưng mà có xích có bàn đạp nhá. Con này rất là ngon và đẹp. 3,8 triệu mình mới. Có hai con Ninja nhá. Con đầu tiên này, anh chúng ta sẽ quay vào vòng quanh xe đi cho mọi người ngắm qua xe. Quay nhanh qua xe cả không tối mất. Video này mình sẽ quay nhanh một chút bởi vì là bây giờ là 6 giờ 10 rồi. Nó cũng hơi tối. Ninja thì có hai con nhá, đẹp như nhau. Con này thì không có bàn đạp. Con kia có bàn đạp, còn lại giống nhau. Con này màu xanh cốm, lâu lắm mới tìm được một con màu xanh cốm ngon như này. Con này cũng phanh đĩa nhá. Cũng 3,8 triệu mình mới. Xe đẹp đều. Ninja cũng nhà mình cũng không có nhiều. Hai con này cực đẹp nhá. Nếu mà so với mặt bằng chung mà mọi khi mọi người đang mua ấy, thì hai con này là cực kỳ đẹp luôn đấy mọi người nhìn này. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người. Đấy vẫn đẹp này, sáng. Như này là đẹp, đều. Đều xe nhá. Đi còn ngon nữa. Đi rất là êm. Ninja mà, đi cực kỳ êm. Tiếp theo là một con hai yên của HK3. Con này thì rất là nhiều người hỏi. Con này là xe đời cao và ngoại hình cực kỳ đẹp. Bình mới nhưng con này hơi đắt một chút nha mọi người thông cảm. Con này là mình sẽ bán cho mọi người với giá là 3,6 triệu bình mới. Thông cảm, con này nó hơi đắt. Nói thật nhá, con này nó còn bền hơn con Ninja. Đi này nó bền Ninja ấy, con này nó chẳng có gì hỏng được. Đạp bình thường nhá. Đây, đạp rất là nhẹ. Con này đạp rất là nhẹ nhá. Phù hợp với các bà có tuổi. Cần một chiếc xe nhẹ nhàng, cứng cáp để đi học, đi làm, đi đâu nhẹ nhàng. Con này bình mới là 3,6 triệu nhá mọi người nhá. Bình mới là 3,6 triệu. Rất là đẹp, cứng xe của HK3 ngày xưa. Đời đầu đi cực kỳ sướng luôn. Con này rất là đẹp. Đây, tiếp theo là một con 133M. Con này là dòng yên dài nhá, ngồi hai người thoải mái. Con này là có giá là 3,5 triệu. Bình theo xe, bảo hành 3 tháng. 3,5 triệu thì chắc không còn gì để nói rồi đúng không? Xe đều xe, cơ bản. 3,5 triệu bình theo xe, bảo hành 3 tháng, còn xe bảo hành 6 tháng nhá mọi người nhá. Đây. Con này đi ok. Nếu mà mọi người muốn lấy bình mới, mọi người thêm 600. Mọi người muốn lấy bình mới, mọi người thêm 600. Nhưng mà con này bình theo xe là ok nhá, bình ngon. Hôm nay quay hơi nhanh, bởi vì giờ nó tối mất rồi ấy. Đây, tiếp theo là một đôi S Plus này. Hai con này đều đẹp, màu trắng. Đây, anh chúng ta sẽ quay cả hai con đi. Đây một con này. Đây con nữa đây. Đây con nữa đây. Hai con luôn. Hai con này thì có giá là 5,5 triệu bình mới nhá. 5,5 triệu bình mới, bình to. Đi khoảng 50 cây một lần sạc. Con này này. Anh chúng ta sẽ quay được. Con này là phanh cơ này. Con này là phanh đĩa. Về cơ bản là xem nhau. Con này đèn siêu sáng luôn. Cực sáng. Đèn con này thì bình thường. Cũng sáng nhưng không bằng con này. Cũng đều đèn LED. Xe thì đều xe nguyên bản nhá. Hai con này là nguyên bản 100%. Nguyên bản. Xe còn rất là đẹp. Cứng xe. 5,5 triệu bình mới. Bảo hành xe 6 tháng bình 1 năm nhá mọi người nhá. Điều kiện để mua xe thì vẫn như mọi khi thôi. Mọi người đặt cọc trước 1 triệu nhận xe thanh toán nốt. Giá xe là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Phí vận chuyển là từ 300 đến 600 nhá. Số điện thoại của mình là 0358 993 993 nhá. Nhắc lại này, 0358 993 993. Còn bên Mạnh Phát thì vẫn đang tuyển thêm đồng đội nhá. Anh em nào có nhu cầu muốn học nghề thế thì nhấc máy và alo cho Mạnh Phát để phỏng vấn nhá. Mọi người có thể qua học nghề bên Mạnh Phát sẽ hỗ trợ là bao ăn bao ở và không hề thu phí nhá. Cam kết là 6 tháng thì sẽ ra nghề nhá. Còn anh em nào muốn ở lại làm thì mức lương khởi điểm là 6 triệu bao ăn ở nhá.
Xin chào và hẹn gặp lại.